À, xin chào các em, hôm nay cô làm video để hướng dẫn mọi người luyện phát âm với ứng dụng Google Docs for Typing. Trước tiên là mình sẽ vào Google. Sau đó thì các con sẽ đánh Google Docs. Đó. Google Docs. À, mình sẽ click vào cái website đầu tiên luôn. Google Docs, free online documents for personal use. Rồi, sau đó mình sẽ vào phần truy cập Google tài liệu. Tiếp theo, click vào blank, là vào một trang trống. Rồi, thì giả sử như cô có một đoạn như thế này, cần luyện đọc xem là mình phát âm đã chuẩn hay là chưa. Thì cô sẽ dán vào đây. Bây giờ mình sẽ vào phần tool, vào tools, và chúng ta sẽ nhìn thấy vào tools thì thấy cái phần voice typing, chỗ gọi là voice typing, và có cái micro ở đây. Mình sẽ click vào voice typing. Thì khi mà mình bắt đầu nói là mình sẽ khi mà mình bắt đầu nói thì mình sẽ click vào cái micro này để mình nói. Ví dụ như cô bắt đầu nói này. My room. Here is my room. Đó, nó sẽ hiện ra như thế. Here is my bed. Here is my desk. Bây giờ cô thử đọc sai xem nhé. Here is my bed. Đó, thì khi mà mình đọc là bad thì nó sẽ đánh ra là bad chứ không phải là bed. Đó, vậy là các con đọc chuẩn thì Google sẽ nhận ra giọng của con và sẽ dịch rất là chuẩn. Mà khi mà mình đọc sai phát âm thì nó sẽ dịch sai và nó sẽ hiểu sai. Okay, that's everything for this video. Cô chúc mọi người luyện tập thật là chăm chỉ và sẽ có phát âm ngày càng chuẩn và hay hơn nhé.